Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi học dấu trong phép toán nhé. Đó chính là dấu lớn hơn, dấu bằng và dấu nhỏ hơn. Nào, bây giờ cô mời các bé hãy cùng theo dõi chi tiết bài học nhé. Đây là dấu lớn hơn. Dấu lớn hơn. Đây là dấu nhỏ hơn. Dấu nhỏ hơn. Đây là dấu bằng. Đây là dấu bằng. Các bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi làm bài tập so sánh để điền dấu thích hợp vào ô trống nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập về dấu lớn hơn nhé. Bên tay trái, cô có 2. Bên tay phải, cô có 1. Bây giờ, các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống nhé. Cô ví dụ, 2 sẽ tương đương với 2 ngón tay. 1 sẽ tương đương với 1 ngón tay. Như vậy là 2 ngón tay sẽ nhiều hơn 1 ngón tay. Do đó, đáp án của chúng ta là 2 sẽ lớn hơn 1. Nên ta điền dấu lớn hơn vào ô trống. Tiếp theo, cô có bên tay trái là 3, bên tay phải là 1. Bây giờ các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống nhé. Cô có 3 sẽ tương đương với 3 ngón tay. 1 sẽ tương đương với 1 ngón tay. Như vậy, các bé cũng đã nhìn thấy trên màn hình rồi. 3 ngón tay nhiều hơn 1 ngón tay đúng không nào? Như vậy thì 3 sẽ lớn hơn 1. Do đó, chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn vào ô trống. 3 lớn hơn 1. Tiếp theo, cô có bên tay trái là 3, bên tay phải là 2. Bây giờ các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống nhé. Cô có 3 sẽ tương đương với 3 ngón tay. 2 sẽ tương đương với 2 ngón tay. Các bé ơi, trên màn hình của cô, 3 ngón tay sẽ nhiều hơn 2 ngón tay. Do đó, đáp án của chúng ta sẽ là 3 lớn hơn 2. Chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn vào ô trống. 3 lớn hơn 2. Tiếp theo, bây giờ, cô mời các bé hãy cùng đi làm bài tập về dấu nhỏ hơn nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Cô có bên tay trái là 3, bên tay phải là 4. Các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống. Cô có 3 sẽ tương đương với 3 ngón tay. 4 sẽ tương đương với 4 ngón tay. Các bé ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi đếm để so sánh xem bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn nhé. Các bé ơi, các bé có nhìn thấy trên màn hình của cô không nào? 3 ngón tay thì ít hơn 4 ngón tay. Do đó, kết quả của chúng ta sẽ là 3 nhỏ hơn 4. Chúng ta sẽ điền dấu nhỏ hơn vào ô trống.
3 nhỏ hơn 4. Tiếp theo, cô có bên tay trái là 4, bên tay phải là 5. Bây giờ các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống nhé. Cô có 4 sẽ tương đương với 4 ngón tay, 5 sẽ tương đương với 5 ngón tay. Bây giờ các bé hãy cùng đếm nhé, xem bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn nào. À, như các bé đã thấy, 4 ngón tay thì ít hơn 5 ngón tay. Do đó, đáp án của chúng ta sẽ là 4 nhỏ hơn 5. Chúng ta sẽ điền dấu nhỏ hơn vào ô trống. 4 nhỏ hơn 5. Cô có bên tay trái là 3, bên tay phải là 5. Bây giờ các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống nhé. Cô có 3 sẽ tương đương với 3 ngón tay, 5 sẽ tương đương với 5 ngón tay. Bây giờ các bé hãy thử so sánh xem bên nào ít hơn, bên nào nhiều hơn nhé. À, như các bé cũng đã nhìn thấy, 3 ngón tay thì ít hơn 5 ngón tay. Do đó, đáp án của chúng ta sẽ là 3 nhỏ hơn 5. Chúng ta sẽ điền dấu nhỏ hơn vào ô trống. Tiếp theo, bây giờ cô mời các bé hãy cùng đi làm bài tập về dấu bằng nhé. Cô có bên tay trái là 3, bên tay phải cô cũng là 3. Các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống. Nào, bây giờ cô có 3 sẽ tương đương với 3 ngón tay, và bên tay phải là 3 cũng tương đương với 3 ngón tay. Như vậy là 3 sẽ bằng 3. Do đó, chúng ta sẽ điền dấu bằng vào ô trống. 3 bằng 3. Tiếp theo, cô có bên tay trái là 4, bên tay phải của cô cũng là 4. Bây giờ các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống nhé. Cô có 4 sẽ tương đương với 4 ngón tay, bên tay phải là 4 cũng tương đương với 4 ngón tay. Như vậy là hai bên của chúng ta bằng nhau. Do đó, chúng ta sẽ có đáp án là 4 bằng 4. Chúng ta sẽ điền dấu bằng vào ô trống. Bên tay trái của cô là 5, bên tay phải của cô cũng là 5. Bây giờ các bé hãy lựa chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống nhé. Cô có 5 sẽ tương đương với 5 ngón tay, bên tay phải của cô là 5 cũng tương đương với 5 ngón tay. Như vậy là 5 bằng 5. Vậy cô có đáp án là 5 bằng 5. Chúng ta sẽ điền dấu bằng vào ô trống. Các bé ơi, bài học của cô Thanh Nấm đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô nhé. Thì video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát vào những
buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi nhé. Các bé ơi, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô Thanh Đấm cảm ơn các bé rất nhiều. Bye bye!